Hello mọi người, hôm nay Mỹ sẽ review về những chiếc xe thực phẩm nhé. Cái bảng thực đơn này mọi người, coi cái giá bao nhiêu nha, mấy cái taco cái giá bao nhiêu nha. 13 đồng mấy, 12 đồng mấy, 14 đồng mấy, mắc nhất là 15 đồng mấy á mọi người. Hãy xe qua bên kia coi thử coi nha. Bên này là Thái bên này là Thái Food mọi người. Coi cái menu của nó coi như nha. Cũng vậy à, mười mấy đồng. 13 đồng là khoảng 2 Bên này nó bán cà phê. Trên bên này coi thử nha. Mười hai đồng. Mình qua bên này coi nha. Tôm hùm 18 đồng nè. 18 đồng. Nếu mà Mỹ ăn chỗ này là mình phải làm hai tiếng mới đủ có tiền ăn trưa. Qua bên này nó chưa mở cửa, tối nó mới mở nè. Bên này nó bán những cái bún đồ đó. Bên này nó bán gà rán mọi người. 3 miếng là khoảng 6 đồng. Mười tám miếng 24 đồng. Qua bên này. Bên này là bán sushi rồi mọi người. Còn bên này nó bán là burger rồi mọi người. Mười bốn đồng. Trên này là mắc nhất nè, 21 đồng. Ăn trưa à. Mỹ sẽ qua bên này mọi người. Qua bên này Mỹ sẽ mua pizza. Có qua cái đường à. Quay đường nguy hiểm mọi người. Để quay bên này mua pizza mọi người.
Ok mọi người, mình sắp sắp hàng lâu quá mọi người. Mình mua một miếng pizza 2 đồng mấy mọi người. Ở bên kia mắc quá trời. Này ăn trưa của mình mọi người. Mời cả nhà ăn với mình nha. Bây giờ mọi người biết tại sao Mỹ ăn pizza rồi. Mỹ ăn một miếng này là no đến chiều luôn á mọi người. Rất ngon mọi người. Mì đã ăn xong rồi mọi người. Đây ạ. À.